Chúng ta đang đề cập đến những ảnh hưởng hệ lụy liên quan đến việc mà Tổng thống Vladimir Putin quyết định xâm lăng Ukraine. Mặc dù ông nói đây chỉ là lực lượng gìn giữ hòa bình, ông không dùng chữ xâm lăng. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất đầu tiên là Quốc hội Đức sáng nay tuyên bố hủy bỏ giấy chứng nhận cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Và nước Đức rất là chần chừ trong cái việc mà đưa ra những cái lệnh cấm vận với Nga. Nước Đức không muốn chuyện của Nga với Ukraine gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nước Đức, và nước Đức rất cần đến đường ống dẫn khí đốt này. Bởi vì nguồn ống đường khí đốt vân vân từ Hoa Kỳ và các Ả Rập vân vân rất là xa và không có hữu hiệu, đồng thời giá cả cũng đắt đỏ nữa. Nếu có đường ống mua trực tiếp từ Nga rẻ hơn và ổn định hơn nhiều, không bị ảnh hưởng từ những cuộc chiến vùng Trung Đông vân vân. Và vì thế, thậm chí nước Đức cũng không muốn bị ảnh hưởng bởi Mỹ độc quyền cung cấp năng lượng nữa. Nhưng mà bây giờ biết sao được, Hoa Kỳ thì không muốn có đường ống dẫn khí đốt này, cho nên đây là cơ hội để nước Mỹ lại một lần nữa buộc bên phía châu Âu phải sử dụng các năng lượng từ Hoa Kỳ và kể cả khối Ả Rập. Thế nhưng một trong những đối tác của Nga là ông Tập Cận Bình Trung Quốc. Giờ đây thì Trung Quốc, bản tin ghi nhận được, đang đi trên một cái đường dây rất là ngặt nghèo. Bởi vì Trung Quốc muốn làm bạn thân với châu Âu và Hoa Kỳ. Một năm biết bao nhiêu made in China hàng hóa chuyển sang châu Âu và Hoa Kỳ. Mặc dù bên ngoài đó là vẫn ủng hộ những cái đường lối chính sách của Nga. Bởi vì Nga với Trung Quốc, nước mặc dù Nga không còn là cộng sản, nhưng mà cái hành xử không khác gì một quốc gia độc tài cộng sản như Trung Cộng. Vì thế Nga và Trung Quốc luôn luôn đi chung với nhau. Nhưng riêng với cái lệnh mà xâm lược Ukraine này thì Trung Quốc rõ ràng trong thời gian qua muốn đứng ngoài. Chưa kể đó, Hoa Kỳ sắp tới đây vào lúc 2 giờ chiều nay, Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra các chi tiết liên quan đến Nga để liệu xem chính sách của Hoa Kỳ sẽ thay đổi như thế nào. Tổng thống Joe Biden trước đó đã từng tuyên bố là sẽ gia tăng các lệnh cấm vận, và chiều nay ông sẽ nói rõ hơn các lệnh cấm vận sẽ bao gồm những gì. Nhưng mà Trung Quốc sẽ bị liên đới, bởi vì các lệnh cấm vận này sẽ ngăn cản các quốc gia, công ty làm ăn với Hoa Kỳ không được làm ăn với Nga. Chúng ta sẽ thấy thêm những cái vấn đề lớn trong thời gian sắp tới này, một khi Hoa Kỳ chính thức ra lệnh cấm vận và châu Âu sẽ đi cùng với lệnh cấm vận mới này nhắm vào Nga.